Hôm nay lại về cho anh em một chiếc xe phải nói là siêu phẩm luôn. Chiếc này thì như anh em nhìn đây là một mẫu Audi. Audi nhưng mà không phải là Q7 đâu nhá. Gầm cao máy thoáng 5 chỗ ngồi, nhưng mà chiếc này nó là Audi Q5. Sản xuất năm 2010 bản full 2.0 turbo. Cửa sổ trời toàn cảnh luôn. Đấy, 2.0 Quattro này. Biển cũng rất là đẹp luôn, 29A25269. Mà cửa tiền cực kỳ là hợp lý luôn. Và sơn si này, anh em nhìn rất là đẹp. Nếu như là đây là lần đầu tiên mà anh em theo dõi được kênh mua bán ô tô cũ của em Di Quang Ô Tô Chất thì hãy cho em xin một nút đăng ký kênh nhé, và một nút chuông ở phía bên tay phải màn hình anh chị nhé. Thì bên em chuyên bán những mẫu xe châu Âu đời thấp đấy, cửa tiền bây giờ dễ để trả thù quá khứ. Như ngày xưa thì phải bỏ tiền tỷ ra, 2-3 tỷ ra để sở hữu mẫu này. Nhưng mà bây giờ chỉ bỏ ra hơn 300 triệu đồng cho một chiếc xe 14 năm sử dụng mà được lên full đồ chơi này. Riêng đôi đèn pha anh chị em nhìn này, đôi đèn pha này nhìn nó quá là đẹp luôn. Đấy, đèn pha nhá, độ đèn pha này quá đẹp luôn. Thì mẫu xe này thì bao nhiêu anh chị là không có tai nạn đâm đụng hay là ngập nước gì cả, đồ chơi lên cũng gọi khá là nhiều rồi. Và cửa tiền thì bên em đang chào bán với mức giá là 375 triệu, 375 triệu cho em Audi Q5 động cơ 2.0 xăng ăn như người, lại còn sử dụng turbo tăng áp nữa anh em nhé. Đấy, nội thất này, Hermes này, nội thất đẹp chưa, quá là ok luôn. Số tự động nhá, và phim bấm ở trên xe nó quá là nhiều luôn. Đề đổ start top thông minh này, rảnh tay trên vô lăng này, cửa sổ trời toàn cảnh, panorama toàn cảnh anh chị em nhá. Camera hành trình đầy đủ rồi. Túi khí an toàn của em này thì nó phải chắc là phải quanh xe rồi. Đấy, Audi Q5, một chiếc xe mà cực kỳ là lành, tiết kiệm nhiên liệu, dễ nuôi, dễ sử dụng, form dáng đẹp. Hơn 300 triệu đồng anh chị em bỏ ra mua được mẫu xe gì mà form dáng đẹp như này. Đấy, cụm đèn sau này, cụm đèn pha sau nhá, là đèn nét nhá, đèn nét này 375 triệu đồng thôi. Nên bên em thì có như nào bán như thế, giá như nào báo như thế luôn, và có bao hồ sơ, có vận chuyển toàn quốc, có gia lộc cho anh chị em nào thiện chí. Đấy, chứ không không giới thiệu lên man để anh chị mất thời gian nhá. Đấy, rất là đẹp, Audi Q5 phải nói là kết con xe này không có một điểm chê luôn, từ sơn si, đèn đóm, nội thất, ngoại thất. Đấy, option, và thứ hai nó là biển số. Đấy, 29A25269. Bác nào thích giữ nguyên biển thì vẫn để nguyên biển được anh chị em nhé. Đấy, mâm là mâm 5 chấu, rất là đẹp, thể thao, 4 bánh phanh đĩa, phanh ABS, 4 bánh đầy đủ luôn, cân bằng điện tử. Đấy, cái dòng cái thằng Đức này thì nó là quá là nhiều option rồi. Cốp là cốp điện anh em nhé, rất là đẹp. Đó, ghế chỉnh điện này, nhớ ghế hai vị trí này. Đấy, ok chưa, gương kính chỉnh điện, cụp xe đầy đủ, đèn pha auto tự động. Đấy, ga là cruise control, ga tự động đầy đủ này, quá là ok luôn. Order 17 vạn anh em nhé, 17 vạn và đồng hồ chỉ mai. Đấy, màn của nó màn zin nguyên bản theo xe, và có trang bị cả Bluetooth này, cân bằng điện tử đầy đủ, hỗ trợ đổ đeo này, điều hòa auto tự động này. Đấy, phanh tay điện tử này, cần số tự động này, ok chứ anh em, rất là đẹp này. Con xe nó đi nhiều hay đi ít nữa, anh em nhìn cái cần số của nó này, cái da cần số này, không bị rách, không bị vỡ này. Đấy, ốp carbon đầy đủ này, quá đẹp. Hai chìa khóa anh em nhé, một chìa này, hai chìa này, ok chưa, giá cực kỳ hợp lý luôn. Đây, em sẽ cho các bác xem cái phần khoang máy động cơ nhé. Khoang máy động cơ của chiếc này thì nó quá là đẹp rồi. Đấy, đây, tất cả đồng hồ của anh chị em nhìn này, quá đẹp luôn. Điều khiển giọng nói các kiểu này. Đấy, bây giờ nó đang báo đồng hồ là mở cửa và mở capo này. Vô lăng này, cực kỳ là đầm chắc luôn. No entries are available. Sợ tiếng Anh chị. Đây, xe thì em phát hiện ra như là trước này có cả không phải. Em tưởng có xây ghế nhưng không phải. Đấy, 375 triệu. 375 triệu Audi Q7 Quattro, Q5. Audi Q5 Quattro, xe thì không có lỗi làm gì cả. Máy số cực chất, máy rộng. Đấy, hai cầu, số tự động 2.0, hai cầu, dẫn động 4 bánh toàn thời gian, sử dụng turbo tăng áp, máy 2.0 TFSI. Ok chưa anh em, một con máy cực kỳ là lành, tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, anh chị em nào quan tâm đến chiếc Audi này thì alo cho em qua nhé, theo số điện thoại là 0358286286 anh chị em nhé. Đấy, chiếc này em đang chào bán là 375 triệu, bao hồ sơ, bao vận chuyển toàn quốc. Đấy, anh chị em nào miền Bắc có thể là đến khu vực Kinh Môn em để trải nghiệm trực tiếp nhá. Ok anh em, hoặc là anh em nào thích đổi xe thì bên em nhận đổi keo, đổi cô các xe anh em nhé. Ok.